Sáng 24 tháng 11, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khoanh vùng và xác định được 6 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ phá rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi. Theo đó, Công an huyện Lâm Hà đang tiếp tục phối hợp với Hạt Kiểm Lâm Lâm Hà, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án cưa hạ hàng chục cây bạch tùng hàng trăm tuổi tại Lô B2 khoảnh 2, tiểu khu 249, xã Đa Đờn để điều tra xử lý. Trước đó, vào sáng 23 tháng 11, nguồn tin từ người dân phản ánh có vụ phá rừng bạch tùng tự nhiên quy mô lớn. Phóng viên báo Người Lao Động cùng gần 10 đồng nghiệp lên đường từ thành phố Đà Lạt về huyện Lâm Hà xác thực nguồn tin. Tại hiện trường Lô B2 khoảnh 2, tiểu khu 249, xã Đa Đờn, thật xót xa khi chứng kiến hàng chục cây bạch tùng có đường kính từ 60 đến 100cm, cao hơn 20m với tuổi đời hàng trăm năm bị cưa hạ nằm ngổn ngang. Lâm tạc dùng cưa máy xẻ gỗ bạch tùng ngay tại rừng tự nhiên, họ chỉ lấy phần lõi gỗ hộp đưa ra khỏi rừng để bán. Theo quan sát của phóng viên, đây là khu vực tập trung, có thể xem là quần thể bạch tùng tự nhiên tại tiểu khu này. Để lên được khu vực rừng bị phá, phóng viên phải di chuyển bằng xe máy từ đường bê tông dân sinh, ngược lên ngọn đồi cao khoảng 3 km. Theo nguồn tin của phóng viên, đây là con đường độc nhất được các đối tượng phá rừng làm ra để vận chuyển gỗ. Con đường này hướng về thôn 5, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà. Một cán bộ Hạt Kiểm Lâm huyện Lâm Hà cho biết, ngày 17 tháng 11, Kiểm Lâm phụ trách địa bàn xã Đa Đờn kiểm tra Lô B2, khoảnh 2 tiểu khu 249, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, thì phát hiện vụ việc trên. Qua kiểm tra, đơn vị này xác định đã có 11 cây gỗ bị phá hại, trong đó gỗ de có 4 cây với gần 6,4 mét khối gỗ, gỗ bạch tùng 7 cây với khối lượng hơn 14 mét khối. Đặc biệt, đã có gần 17,6 mét khối gỗ đã được các đối tượng phá rừng đưa ra khỏi hiện trường. Chỉ còn 2.889 mét khối gỗ tại hiện trường, chủ yếu là phần bìa, vỏ cây đã được xẻ. Ông Đồng Văn Tuyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Lâm Hà cho biết, đơn vị này kiểm tra khu vực vườn cà phê của ông Nguyễn Văn Tuyến, 54 tuổi, thôn R Hang Trụ, xã Phúc Thọ, tổ trưởng tổ nhân khoán bảo vệ rừng tại tiểu khu 249 thì phát hiện 1.555 mét khối gỗ bạch tùng nhóm 4 có cùng chủng loại chiều dài với lóng gỗ bị cắt khúc tại hiện trường vụ phá rừng nói trên. Sau đó, Hạt Kiểm Lâm huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an huyện Lâm Hà lập biên bản tạm giữ toàn bộ lượng gỗ này, đồng thời lấy lời khai của ông Tuyến. Theo lời khai ban đầu, số gỗ trên ông Tuyến mua của Bùi Minh Chí, 38 tuổi, thôn R Hang Trụ, xã Phúc Thọ. Bên cạnh đó, Công an huyện Lâm Hà đã xác định 6 đối tượng tình nghi khai thác rừng trái luật và đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.